Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Các tình yêu thân mến, bây giờ thầy Uy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sang chuyên đề tiếp theo của chương giới hạn, đó là chuyên đề bộ 3 hàm số liên tục. Chúng ta đã học xong cách tính lim của dãy số này, cách tính lim của hàm số này. Đấy, các dạng vô định khử như thế nào thầy đã hướng dẫn hết rồi. Bây giờ chúng ta vào loại thứ 3, đó là tính liên tục của hàm số. Vậy thế quái nào là liên tục? Thì nghe cái từ liên tục thì các bạn liên tưởng đến cái điều gì ạ? Liên tục tức là gì ạ? Nó liền mạch, giống như kiểu là bạn đọc một bài thơ một cách rất là đều mà không bị ngắt quãng ấy, đúng không? Hoặc bạn phát biểu nó liền mạch ấy, thì đó gọi là tính liên tục. Thế thì chúng ta cùng xem là đồ thị mà liên tục thì nó như thế nào. Thế thì trên hình thầy đang có một cái đồ thị như này, đó là một cái đường cong. Đấy. Và bạn thấy là cái đường cong này nó rất là gì ạ? Liền mạch, đúng không? Nó đi một phát là nó không có chỗ nào bị đứt ra cả. Đấy. Đi rất là liền mạch. Thì người ta gọi những cái đồ thị như ở trên bảng của thầy này là liên tục, được chưa? Đấy, hay nói khác là hàm số fx của chúng ta là liên tục, bởi vì cái đồ thị này sẽ đại diện cho một cái hàm số nào đấy, đúng không? Đấy, thì liên tục có nghĩa là nó liền mạch và không bị đứt quãng. Thì đứt quãng là như thế nào? Thì tỉ dụ thầy có một cái đồ thị kiểu như thế này thì gọi là đồ thị đứt quãng. Bạn thấy cái đồ thị này nó là lá như cái đồ thị lúc nãy, đúng không? Vẫn là cái nhánh cong cong này. Thế nhưng mà nãy là cái nhánh này nó vút lên đây, đúng không? Thì bây giờ là gì ạ? Thầy cầm cái nhánh đấy, thầy kéo tụt nó xuống, đúng không ạ? Cầm nhánh trên này kéo tụt đây thì rõ ràng bạn nhìn thấy là cái nhánh này đang sòn sòn mì đô sòn, anh em đang đi lên rất phấn khởi, thì đến đây tự dưng lại bị đứt ra một cái, xong nhảy đụp một cái xuống đây, xong lại bắt đầu sòn sòn mì đô sòn đi lên, có đúng không ạ? Như vậy là rõ ràng là nó đã tạo ra được một cái khoảng khe hở ở đây, đúng không? Chứ nó không còn liền mạch nữa. Đấy, giống như kiểu anh em đang phát biểu rất là hăng trước cờ ấy, hoặc là trước lớp anh em đang hát rất là hăng, tự dưng lại quên mất lời. Thế là tự dưng lại quên mất lời, thế là vài giây sau bắt đầu lại nhớ lời lại hát tiếp, đúng không? Kiểu như vậy thì rõ ràng là nó bị đứt quãng. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy là đều giá trị x bằng 1, nhưng gióng lên đây ấy, thì nó ra y bằng 1, nhưng y 1 rồi gióng đây ra lại ra trừ 2, hai miền khác nhau. Gióng sang bên tay trái thì ra 1, còn gióng sang bên tay phải thì lại ra trừ 2. Đấy, thế thì bên tay trái nó giống như kiểu lim bên trái, còn gióng sang bên tay phải nó giống như kiểu lim phải ấy. Đấy nhá. Rồi, thế là để ý tại x bằng 3 đi chẳng hạn, x bằng 3 chúng ta gióng lên đây thì rõ ràng ra y bằng 2. Và cho dù ở bên trái hay là bên phải số 3 thì tóm lại cái y của chúng ta vẫn bằng 2. Ok không ạ? Như vậy chúng ta để ý thấy này, cái đồ thị của chúng ta ấy thì toàn bộ cái nhánh bên phải này này, bên trái này này. Đấy, toàn bộ cái nhánh này cho trước khi chạm đến cái số 1 này này. Được chưa? Trước khi chạm đến số 1 này thì toàn bộ cái nhánh cong này này thì nó vẫn đều liên tục. Có đúng không? Ừ. Thế nhưng mà cái thằng này thì sao? Thằng này cũng thế. Trước khi chạm vào x bằng 1 đây thì có phải là toàn bộ cái nhánh ở phía bên tay phải của chúng ta là cũng liên tục không? Liền mạch không? Làm gì có đoạn nào đứt quãng đâu. Đúng không? Đấy. Thế tức là gì? Nó chỉ có một điểm ở chỗ này là bị đứt quãng là thôi. Một điểm x bằng 1 là bị đứt quãng là thôi. Đúng không? Đấy. Thế người ta gọi đây là gì ạ? Liên tục tại một điểm. Được chưa? Đấy, liên tục tại một điểm. Thế chỗ này người ta gọi là không liên tục tại số 1. Được chưa? Đấy. Thế còn bây giờ tại 3. Đấy, chúng ta cùng giải một vài câu đố thú vị sau nhé. Câu đố 1 là chúng ta cùng xem là lim của hàm số fx khi x tiến đến 3 cộng, tức là ở bên phải số 3 thì là bằng gì? Thì chúng ta cùng quan sát đây là số 3, thế bên phải số 3 ấy, là cái nhánh bên trên này đúng không? Thì gióng đây chúng ta thấy nó cũng bằng 2. Đấy, ok nhá, kết quả này là bằng 2. Tương tự câu đố số 2 đó là lim x tiến đến 3 trừ. 3 trừ tức là chúng ta lại nhìn về phía bên trái số 3 đúng không? Bên trái số 3 thì nó là cái nhánh ở phía bên dưới này. Đấy, thì bên dưới này đi lên đấy, đấy thì gióng đây cũng vẫn bằng 2. Ok không? Phía bên tay phải này gióng xuống thì nó cũng bằng 2. Như vậy tóm lại là lim trái và lim phải, lim phải và lim trái là bằng nhau. Ok. Đấy. Thì từ đây chúng ta dứt đến kết luận nó bằng nhau và đều bằng f tại 3. Đấy, thì f tại 3 ở đây thì nó chính là bằng 2. Ok không? Đấy, 2 hay một cách viết khác của f tại 3 thôi nhá. Đấy, viết này nhìn cho chuyên nghiệp, nguy hiểm tí nhá. Thế chúng ta đến đây chúng ta nói rằng là hàm số là liên tục tại x bằng 3. Thì đúng thật chúng ta nhìn trên đồ thị chúng ta thấy là cả toàn bộ cái nhánh này chúng ta thấy là nó đi lên liền mạch, có đúng không? Chứ nó không bị đứt quãng. Thế nên là thầy lấy ra một giá trị 3 ở đây thì đương nhiên nó vẫn liền mạch thôi. Chả phải 3 mà lấy 2 ở đây nó cũng liền mạch. Lấy 15, 16, 17, 18 rồi ti tỉ ở đây nó cũng dẫn đây nó vẫn liền mạch mà thôi, có đúng không? Thế thì từ đây thầy sẽ tổng quát lên là gì ạ? Điều kiện để hàm số liên tục tại một cái điểm x0 nào đó. Đấy, thì nhìn vào cái biểu thức ở phía bên trên này và nhìn vào hai câu đố mà thầy đã nói cho các bạn thì rõ ràng chúng ta biết được điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm bất kỳ
thay vì không phải là số 3 mà bây giờ sẽ là số x0, thì chúng ta sẽ thay tất cả những chỗ có số 3 bằng x0. Thế là thành trường hợp tổng quát. Vậy chúng ta có một cái công thức đẹp mê ly màu vàng trên bảng như sau. Điều kiện để hàm số liên tục đó là lim bên tay phải của hàm số bằng lim bên tay trái của hàm số và bằng chính giá trị f tại x0 của hàm số. Đó, thì thỏa mãn được hai cái phương trình này, tức là hai cái dấu bằng này, để ba biểu thức này bằng nhau, thì hàm số lúc đó sẽ liên tục tại cái điểm mà chúng ta đang xét. Được chưa? Đó, nhớ nhá. Thế giả sử bây giờ mà người ta muốn xét số 4 đi chẳng hạn, thì chúng ta lấy thêm một số 4 ở đây đúng không? Số 4 này gióng lên trên này đúng không? Thì tóm lại là nhìn trên đồ thị thấy nó vẫn liên tục. Nhìn trên đồ thị thì quá dễ luôn. Thế nhưng mà vào những cái bài tập mà nó không có đồ thị thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái công thức này. Có đúng không ạ? Nhớ nhé, thì các bạn vui lòng ghi cái này vào vở giúp thầy. Đây là điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm x0. Đấy, suy ra trực tiếp từ hình vẽ và cái câu đố mà thầy đã hướng dẫn các bạn. Thế câu chuyện tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái chỗ mà nó lại không liền mạch này. Đấy, không liên tục này, được chưa? Đấy, chỗ này là chỗ không liền mạch, không liên tục. Thì thầy lại có một cái câu đố như sau này. Câu đố thứ ba, chúng ta cùng quan sát xem là lim của x tiến đến 1 cộng của hàm fx bằng bao nhiêu. 1 cộng tức là chúng ta đang xét ở bên phải số 1. Đấy, nhánh ở bên phải số 1. Đây là số 1. Nhánh ở bên phải số 1, toàn bộ cái nhánh cong cong hất lên đây, đúng không? Thế thì x tiến đến 1 cộng tức là gì? Từ đây chúng ta tròn tròn mì đô tròn, anh em tiến gần về 1. Bùm. Vậy ở đây kết quả là -2. Đúng không ạ? Y bằng -2. Vậy lim ở đây bằng -2 nhá. Đấy. Tiếp theo, câu đố số 4 là x tiến đến 1 trừ. 1 trừ tức là tiến từ bên trái tiến vào, đúng không? Bên trái số 1 mà. Đấy, tròn tròn mí đô tròn. Đấy, bùm, đến đây là dừng. Vậy đến đây là dừng thì chúng ta gióng sang trục OI thấy kết quả là 1. Như vậy, chúng ta thấy lim bên phải và lim bên trái của số 1 là ra hai kết quả khác hoàn toàn nhau. Một thằng bên phải ra -2, một thằng bên trái ra 1. Như vậy hai con số -1 và -2 và 1 này là khác nhau. Hay nói khác là lim trái lim phải là khác nhau. Ok. Thế thì chúng ta có quyền kết luận là gì? Tại số 1 là hàm số bị sao? Không liên tục. Mà nhìn trên hình vẽ thì đúng thật, nó đang không liên tục đây còn gì nữa. Đấy, vậy là từ những cái đặc tính từ đồ thị hình vẽ thì chúng ta kết hợp với những cái biểu thức lim chúng ta đã được biết thì chúng ta kết luận là hàm số không liên tục tại x bằng 1 thì không liên tục, hay người ta còn gọi là gián đoạn. Đây là cái từ mang tính chất được gọi là Hán Việt một tí, được chưa? Đấy, hàm số bị gián đoạn tại điểm x bằng 1 là thể hiện cho nó không liên tục tại 1. Gián đoạn tức là đứt đoạn đấy, nhá. Vậy từ đây chúng ta rút ra một cái điều kiện để mà gì ạ? Chứng minh một cái hàm số bị gián đoạn. Đó là chúng ta chỉ cần chứng minh lim trái lim phải khác nhau là được. Có đúng không? Rất đơn giản như thế thôi, đúng không? Đấy, chúng ta chứng minh lim trái lim phải khác nhau và cần thiết là khác luôn hàm fx. Chỉ cần thỏa mãn một cái khác thôi là nó đã khác rồi, đúng không? Đấy, thì thêm một cái là khác hàm f tại x nữa thì chắc chắn rồi. Đấy, ok không? Đấy nhá, thì đây là điều kiện gián đoạn. Bằng thì nó liên tục, còn nếu khác thì nó sẽ là gián đoạn. Ok. Đấy. Thế thì đấy là gián đoạn và liên tục tại một điểm. Thế bây giờ mở rộng ra, liên tục trên một khoảng thì như thế nào? Vẫn là cái nhánh đồ thị đấy, nhưng bạn thấy có điều gì khác biệt hay không? Đó là ban đầu ấy thì nó liên tục như thế này. Đấy. Kịch bản sau đó là thầy cầm cái nhánh này, thầy kéo xuống dưới này đúng không? Và bây giờ thầy lại nó đang ở dưới này đúng không? Thầy lại kéo sang bên tay phải một tí. Thì rõ ràng bạn nhìn thấy này, không những nó hở nhau một đoạn như thế này mà bây giờ nó còn hở nhau thêm cả một cái khoảng theo chiều ngang này nữa đúng không? Vậy bây giờ, đấy. Đây là cái đoạn hở ra đây đúng không? Thì rõ ràng là gì ạ? Từ x từ 1 cho đến tận 2, x chạy trong khoảng từ 1 đến 2 thì rõ ràng hàm số của chúng ta đang bị rời ra. Đấy, nó giống như kiểu đây là một con sông ấy, chia cắt hai miền đất nước đúng không? Đấy, đây là trái bên đây là phải. Ok. Thì rõ ràng chúng ta thấy là ngoài cái tại x bằng 1 là hàm số chúng ta không liên tục ra thì chúng ta thấy là x tại 2 là cũng không liên tục. Có đúng không? X tại 2 là cũng không liên tục. Và đồng thời là chúng ta chọn ra một giá trị 1,5 nằm ở giữa số 1, số 2. Thì rõ ràng số 1,5 này gióng lên cũng chả thấy đồ thị nào, mà gióng xuống cũng chả thấy đồ thị nào. Có đúng không ạ? Đấy. Thế nên là chúng ta thấy là gì ạ? Trong khoảng từ 1 đến 2 là hàm số của chúng ta bị gián đoạn. Nó không liên tục nữa. Đấy, nó không liên tục nữa. Thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Tập hợp rất nhiều những cái điểm gián đoạn thì nó tạo thành khoảng bị gián đoạn. Có đúng không? Vậy hàm số bị gián đoạn trên khoảng 1 đến 2. Ok. Đấy. Đấy, thế thì nhìn trên này thì chúng ta có là gì? Hàm số của chúng ta sẽ liên tục trên khoảng nào? Ví dụ từ 0 đến 1 là hàm số liên tục này, đúng không? Đấy, rồi là gì? Từ âm vô cùng cho đến 0 là hàm số cũng liên tục này, đúng không? Rất nhiều khoảng liên tục luôn. Hoặc từ 2 đến dương vô cùng là cũng liên tục này. Đấy, thì rất nhiều khoảng liên tục nha. Đấy. Đấy, thì hàm số liên tục trên khoảng từ 0 đến 1 này. Đấy. Hàm số liên tục trên đoạn 0 đến 1 nữa này.
Thế thì liên tục trên khoảng không đến 1 thì ok rồi, nhưng liên tục trên khoảng từ không đến 1 thì chúng ta giải quyết như thế nào? Thì để thỏa mãn điều kiện mà liên tục trên đoạn ấy thì chúng ta phải xét thêm cái điểm tại số 0 và điểm tại số 1 nữa. Thì nếu như hàm số có lim của x tiến đến 0 cộng đấy, bằng s tại 0 và lim của x tiến đến 1 trừ bằng s tại 1 thì nó sẽ liên tục trên cái đoạn. Thêm điều kiện đấy vào, ok không? Đây, thêm cái điều kiện mà thầy nói đây, đúng không? Lim x tiến đến 1 trừ, 1 trừ là để thể hiện bé hơn số 1, ok. Còn 0 cộng là thể hiện lớn hơn số 0 đấy. Thế nếu mà x tiến đến 1 trừ mà lại bằng s tại 1 và x tiến đến 0 cộng mà lại bằng s tại 0 thì lúc này chúng ta được quyền đóng dấu ngoặc vuông vào, được chưa? Thế còn nếu mà không có cái điều kiện, ví dụ như không có điều kiện x tiến đến 1 trừ này nhá, thì rõ ràng chỗ này chúng ta vẫn chỉ là ngoặc tròn, đúng không? Đấy. Thế nếu mà không có điều kiện này thì đương nhiên chỗ này cũng chỉ là ngoặc tròn này nhá. Đấy, thì đây là điều kiện để hàm số liên tục trên khoảng trên đoạn nhá. Đấy. Rồi chúng ta cũng có quyền kết luận hàm số gián đoạn trên khoảng 1, 2 nhá. Đấy. Đây từ 1 đến 2 là gián đoạn nhá. Rồi thế thì các tính chất thú vị của tính liên tục đồ thị hàm số là gì? Thầy tỉ dụ thầy có một hàm số fx bằng x cộng 2 thì theo các bạn đoán thì hình ảnh của cái này khi mà thể hiện lên đồ thị nó sẽ là cái gì ạ? Chắc chắn rồi, đây là bậc nhất, thế nên là nó là dạng một đường thẳng, đúng không? Đấy. Còn tại sao lại là cộng 2 mà cộng 12 mà không phải là cộng con số khác, thì 12 là ngày sinh nhật thầy Huy thôi, không có gì ghê gớm. Thì thầy dùng máy tính hoặc là dùng tay, chúng ta đều có thể vẽ lên một cái đồ thị của hàm số x cộng 12, nó chính là một cái đường thẳng màu vàng này. Đấy, đúng không? Đấy. Khi x bằng 0 thì y bằng 12, khi x bằng -12 thì y lại bằng 0. Đấy, kiểu thế. Đây là một đường thẳng màu vàng đây. Ok. Đồng thời thầy cũng sẽ có thêm một đường thẳng x cộng 2 nữa cho đủ bộ tháng sinh của thầy Huy. Vậy 12 tháng 2 chính là ngày sinh nhật của thầy Huy. Chúng ta lại có thêm một cái đường thẳng màu vàng đẹp như mơ như sau. Đấy, đây. Đấy. Thì đây sẽ là 2 và đây sẽ là -2. Thế câu chuyện là gì? Chúng ta thấy là rõ ràng là cái đường thẳng x cộng 12 và đường thẳng x cộng 1 là hai đường thẳng này liên tục, nó chả có gián đoạn ở đâu cả. Đấy, anh em sòn sòn mì đô sòn đi lên rất là phấn khởi luôn, không có đứt đoạn ở chỗ nào cả. Đấy. Vậy là rõ ràng chúng ta thấy là gì ạ? Đây là hàm đại diện cho các loại hàm đa thức. Đấy, vậy là hàm đa thức là của chúng ta là gì? Liên tục. Đấy, đa thức ở đây là đa thức bậc 1, được chưa? Đấy. Thế chúng ta cùng tư duy xem là liệu đa thức bậc 2 nó có liên tục hay không. Thì chúng ta chỉ cần lấy hai thằng này nhân với nhau thì nó ra bậc 2, đúng không? Ừ, thử trải nghiệm cái nhỉ. Đấy, chúng ta xét một hàm số hx bằng gx nhân với fx, lấy g nhân với f, tức là lấy x cộng 12 nhân x cộng 2, x cộng 12 nhân x cộng 2, thì rõ ràng ở đây là x nhân x ra x bình. Đấy, vậy chúng ta sẽ có là x bình cộng 14x cộng 24. Vậy rõ ràng đây là một cũng là một đa thức và đây là bậc 2, đúng không? Chúng ta cùng kiểm nghiệm và đồ thị thì chắc chắn bạn biết bậc 2 nó là một parabol, đúng không? Đấy. Đây, thầy vẽ cái parabol phác thảo lên đây. Thì rõ ràng bạn thấy là gì ạ? Đồ thị của chúng ta cũng chả có điểm nào đứt quãng cả, nó đi lên rất liền mạch, đi xuống cũng rất đều đặn, đẹp, tuyệt vời. Đấy. Vậy là rõ ràng chúng ta thấy là gì ạ? Không chỉ đa thức bậc 1 liên tục mà đa thức bậc 2 cũng liên tục. Thì đến đây chúng ta có quyền được kết luận là gì ạ? Bạn đa thức bậc n rồi nó cũng liên tục mà thôi. Đấy, không tin bạn lại gì ạ? Lấy x cộng 12 nhân với cái đống này thì nó lại ra gì ạ? Bậc 3. Và cuối cùng thì nó cũng nhìn đồ thị nó cũng rất là đẹp. Đấy, kiểu như vậy. Vậy chúng ta có quyền được chốt ra tính chất đầu tiên là hàm đa thức thì liên tục trên R. Đấy, tức là nó, cái đồ thị của nó đẹp, liền mạch, không có đứt quãng. Thế nhưng câu chuyện bây giờ chúng ta sẽ bàn đến đây là phép nhân rồi nhé. Chúng ta cùng bàn thêm một chút về phép gì ạ? Phép cộng đi. Thế bây giờ chúng ta lấy x cộng 12 mà cộng với x cộng 2 thì kết quả trả ra đó là 2x cộng với 14. 2x cộng 14 thì nó có phải là đa thức bậc 1 không? Có. Vậy nó vẫn là một đường thẳng và vẫn liên tục. Ok nhé. Như vậy không chỉ nhân mà gì ạ? Cộng cũng sẽ tạo được ra đa thức liên tục trên R. Vậy là chúng ta có là gì ạ? Fx và gx mà liên tục thì dẫn đến tích của g nhân f cũng liên tục. Đấy, liên tục. Tổng của f cộng g cũng liên tục. Và hiệu của f cộng g cũng liên tục, bởi vì tổng và hiệu là như nhau. Được chưa? Đấy, nhá. Vậy là chúng ta đã chốt được ra ba phép toán rồi. Đó là gì ạ? Nếu hai hàm f và g liên tục thì tích của chúng cũng liên tục, tổng của chúng cũng liên tục và hiệu cũng liên tục. Bây giờ còn mỗi phép đó là phép chia thôi, chúng ta cùng quan sát. Đấy, thì giả sử thầy xét một cái hàm số kx bằng f chia g, f ở thầy đó là x cộng 12, lấy x cộng 12 chia x cộng 2. Thế thì bằng máy tính hoặc bằng tay, thường là thầy sẽ dùng máy tính. Đấy, và nhập vào máy tính cái biểu thức x cộng 12 trên x cộng 2. Đấy, tất nhiên là phải dùng một cái phần mềm vẽ hình, vẽ đồ thị thì nó đưa ra được một cái đồ thị. Và tất nhiên cái này lên lớp 12 các bạn cũng sẽ được học cách vẽ, đừng lo. Đấy,
Đấy, thì đây là thầy dùng máy tính vẽ nhanh ra. Đấy, thì đó là hai cái nhánh màu vàng ở trên bảng mà bạn nhìn thấy rất là đẹp đó. Đấy, thì rõ ràng hai cái nhánh màu vàng này là để thể hiện cho cái đa thức, một cái phân thức x cộng 12 trên x cộng 2. Đấy, thì bạn nhìn thấy ngay đó là gì ạ? Giữa chúng có một cái gì ạ? Khoảng cách. Có đúng không? Giữa chúng có một khoảng cách. Thế nên hai nhánh này nó không hề có liền mạch với nhau, người ta gọi là nó bị gián đoạn. Và gián đoạn tại điểm nào thì chúng ta thường nhìn được, đó là cái đường thẳng chấm chấm là thẳng đứng này, đúng không? Đấy, cái đường chấm chấm thẳng đứng này này chính là cái đường mà là ranh giới giữa hai cái nhánh đồ thị này và khiến cho chúng không bao giờ gặp được nhau, đúng không? Thì tại đường thẳng đó, đó chính là x bằng trừ 2. Vậy chúng ta có quyền kết luận x bằng trừ 2 là hàm số tại đó bị gián đoạn. Đấy, chúng ta cùng nhìn lại xem trừ 2 là cái quái gì mà khiến hàm số gián đoạn. Thì đúng như thế, trừ 2 chính là gì ạ? Điều kiện xác định. Hay nói khác là gì ạ? Cái con số mà khiến cho mẫu bằng 0, có đúng không? Đấy, thế nên là những giá trị mà vi phạm điều kiện xác định thì tại đó là hàm số không liên tục. Ok. Đấy. Thế vậy mẫu ở đây chỉ có x khác trừ 2 thôi, thế nên là có mỗi một đường x trừ 2 ở đây thôi là nó không liên tục. Ok chưa? Đấy nhá. Thì sau này lên lớp 12 người ta sẽ đặt tên cho cái đường x bằng trừ 2 là tiệm cận đứng. Đấy, tiệm cận đứng, đứng bởi vì nó đang thẳng đứng lên. Tiệm là gần, cận cũng là gần, tức là một cái đường thẳng đứng gần gần đến đồ thị thôi, sát sát đến đồ thị thôi chứ không bao giờ cắt được đồ thị. Thì bạn để ý thấy cái nhánh này nó cứ càng ngày càng sát 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 thôi chứ nó không bao giờ cắt được. Được chưa? Đấy, thì đấy là những kiến thức mở rộng sau này lên lớp 12 chúng ta cùng học lại nhá. Đấy. Thì rõ ràng chúng ta, nhưng mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy là gì ạ? Ví dụ xét cái nhánh ở bên dưới này thì nó vẫn liên tục, và xét riêng cái nhánh bên trên thì thấy nó vẫn liên tục. Chỉ có điều mỗi tại trừ 2 nó không liên tục thôi. Thế nên chúng ta vẫn có quyền được kết luận đó là hàm phân thức thì liên tục trên tập xác định. Được chưa? Tức là bỏ cái điểm mà nó không xác định đi thì người ta sẽ kết luận là hàm phân thức liên tục trên tập xác định nha. Đấy. Thì liên tục trên cái khoảng từ âm vô cùng đến trừ 2 hợp với trừ 2 đến dương vô cùng. Đấy, khoảng đấy nha. Rồi. Ok, thì đây là những cái tính chất khá là thú vị liên quan đến hàm liên tục, và thầy đã dùng đồ thị để minh họa cho các bạn một cách rất là trực quan, sinh động. Đấy nha. Thì bây giờ chúng ta cùng vào một số những câu bài tập để các bạn hiểu rõ hơn về cái tính liên tục. Thầy cho một cái hàm số fx dưới dạng mà rất là thú vị như sau. Đây, đó là gì? Hàm fx của thầy đó là nó có hai dòng. Đấy, dòng đầu tiên là dạng phân thức khi mà x lớn hơn trừ 1. Đấy. Dòng thứ hai là bằng 2x cộng 3 khi mà x bé hơn bằng trừ 1. Đấy, thì bạn tư duy này, tại sao ở trên phải x lớn hơn trừ 1? Bởi vì nó có cái căn ở đây. Thế nếu mà bé hơn trừ 1 thì ví dụ như bằng trừ 12 thay vào đây là vỡ mồm ngay, là vi phạm điều kiện xác định của căn ngay, đúng không? Đấy, thế nên là nó sẽ là dưới. Đấy, điều kiện trên dưới là như vậy. Khẳng định nào sau đây đúng? Hàm số liên tục tại trừ 1, hàm số liên tục tại mọi điểm, hàm số không liên tục tại trừ 1 và tất cả đều sai. Thế muốn xét tính liên tục hay không liên tục thì thầy vừa đưa cho các bạn một cái biểu thức màu vàng đấy. Chúng ta sẽ tính ba biểu thức lim, ba biểu thức liền, trong đó có hai biểu thức lim. Đó là gì? Tính lim trái, lim phải và tính tại giá trị đó. Đúng không? Đấy, thì chúng ta đi tính tại giá trị f tại trừ 1 đi xem là tình hình nó như thế nào. Chúng ta có f tại trừ 1. Thì câu chuyện bây giờ làm thế nào để biết bằng 1 thì chúng ta thấy là gì? Ở chỗ nào có dấu bằng ạ? Ở dòng thứ hai có dấu bằng. Có đúng không? Trừ 1 nó bằng ở dòng số 2 còn gì? Ở trên này làm gì có trừ 1 đâu. Đấy, thế là ở dòng thứ hai là có x bằng trừ 1. Thế nên chúng ta sẽ tiến hành thay trừ 1 vào cái hàm số ở dòng thứ hai. Thì thay trừ 1 vào đây là trừ 2, 3 trừ 2 đúng bằng 1. Như vậy chúng ta đã tính thành công f tại trừ 1. Tiếp theo chúng ta đi tính lim trái. Lim của x bên trái số trừ 1. Đây là lim của bên trái số trừ 1. Bạn nhìn hai cái dấu trừ trên và dưới này nó hoàn toàn khác nhau. Dấu trừ phía trước là để thể hiện cho đấy nó là dấu của đại số. Đấy, thế còn dấu trừ ở phía trên mũ này là thể hiện cho đó là bên trái hay bên phải. Thì đây rõ ràng là bên trái. Lim bên trái của số trừ 1 tức là x đáng bé hơn trừ 1. X bé hơn trừ 1 thì bắt buộc chúng ta phải thay vào đó là dòng thứ hai. Đấy, thì kết quả fx này, thay cái fx này bằng 2x cộng 3 này, thấy không? Bằng 2x cộng 3. Và đến đây chúng ta thay số 1 vào đây, thay trừ 1. Thay trừ 1 vào đây thì kết quả được 1. Nhớ nhá, cái giá trị ở đây là giá trị trừ 1 đấy nhá, chứ không phải là 1 đâu nhá. Rồi. Nhiều anh em nhìn thấy đây có dấu trừ, đây có dấu trừ, vậy trừ trừ thành cộng. Đấy là vỡ mồm đấy nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta đi tính lim phải. Lim phải tức là x lớn hơn 1. Khi x lớn hơn 1 thì bắt buộc chúng ta phải chọn cái hàng ở bên trên. Đúng không ạ? Bởi vì người ta yêu cầu là x lớn hơn trừ 1 ở bên trên mà. Đây, lớn hơn trừ 1. Thay vào thì rõ ràng thì chúng ta thấy là nếu mà thay trừ 1 vào đây thì mẫu ra gì ạ? Mẫu ra 0. Thay trừ 1 lên đây đấy, thì kết quả tử cũng ra 0. Vậy đây chính là dạng 0 trên 0. Thế nếu mà đi thi thì chúng ta sẽ tiến hành là dùng máy tính để bấm ra kết quả ở đây luôn. Đấy, đúng không? Chúng ta có thể dùng máy tính và chọn x bằng bao nhiêu ạ?
nhập cái này vào và bấm máy tính thầy hướng dẫn các bạn rồi, thì chúng ta chọn x là trừ 0, à đâu, 1 cộng đúng không, nó là trừ 0,99999 đúng không, trừ 0,999 tức là lớn hơn trừ 1 còn gì nữa. Đấy, về bên tay phải còn gì nữa đúng không nhá. Rồi thì rõ ràng là chúng ta sẽ tìm được kết quả. Tất nhiên thì ở đây thầy hướng dẫn các bạn cách làm tự luận nhá. Đấy, còn cách trách nghiệm thì anh em đều biết rồi. Thì nhân hành nhân liên hợp thôi, có căn thì nhân liên hợp thôi, chả làm gì cả nhờ. Nhân liên hợp thì đây có dấu cộng thì nhân xuống thành dấu trừ đúng không, thì trên này thành x bình trừ đi x trừ 2. Thì x bình trừ x trừ 2 thì chúng ta sẽ phân tích được đa thức này thành nhân tử, trong đó nó chứa x cộng 1. Hay nói cách khác, thầy lấy x bình trừ x trừ 2 đem chia cho x cộng 1 thì kết quả còn lại là x trừ 2. Đấy, chia đa thức cho đa thức thì còn lại x trừ 2. Thế đến đây chúng ta thay trừ 1 vào, trừ 1 lên tử được trừ 3, trừ 1 xuống dưới mẫu được là bao nhiêu ạ? Được trừ 2 đúng không ạ? Trừ 1 thay vào đây được trừ 2, vậy trừ 3 chia trừ 2 được 3/2. Ok, thì chúng ta để ý thấy nó là gì ạ? Lim bên tay trái ra 1, lim bên tay phải lại ra 3/2. Thế nên hai bên trái bên phải này khác nhau, vậy hàm số gián đoạn tại trừ 1 đúng không? Đấy, khác nhau, thế nên là hàm số không liên tục tại x bằng trừ 1. Vậy chúng ta chọn đáp án là C, hàm số không liên tục tại x0 bằng trừ 1. Đấy, thì đây là cách làm nhá. Đấy, thầy phân tích rất là tử tế. Vào cái loại hàm số liên tục và không liên tục này, các bạn cứ làm đủ cái ba dấu cộng đầu dòng này cho thầy. Tính F, tính giá trị tại x0 này, tính liên trái, tính liên phải này, quan sát xem liên trái, liên phải có bằng nhau hay không này, được chưa? Đấy, nếu bằng thì đó là gì ạ? Nếu ba thằng này mà bằng nhau, đấy, thì là liên tục. Còn nếu ba thằng này mà gì ạ, chỉ cần tồn tại hai thằng khác nhau thôi thì sẽ kết luận là gián đoạn. Đấy, đơn giản đấy thôi mà, quy trình nó chỉ có vậy thôi. Chúng ta cùng vào câu 2 để có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn và các bạn cũng sẽ hiểu hơn nhá. Câu 2 thì người ta yêu cầu là tìm tham số A để cái hàm số này liên tục tại x bằng 1. Tức là bây giờ là người ta chưa biết chọn A bằng bao nhiêu vào đây để hàm số này liên tục tại 1 cả. Thế nên bây giờ chúng ta phải tìm. Đây là bài toán ngược. Thì chúng ta vẫn làm đủ 3 bước như bình thường. Đấy. Đầu tiên tính giá trị F tại 1 thì bằng A trên 2. Bây giờ câu chuyện tại 1 thì thay vào dòng số 2. Thay vào dòng số 2 thì đây là 1 bình trừ 2 chia 1 trừ 3. Thì nó ra trên 2 là chuẩn rồi. Đấy. Tiếp theo tính lim bên tay phải. Lim bên tay phải thì phải chọn dòng trên và lim bên tay trái chọn dòng dưới. Lim bên tay phải thay dòng trên vào thì rõ ràng thay 1 vào đây thì mẫu bằng 0. Thay 1 vào đây là cũng bằng tử, cũng bằng 0. Vậy ra là dạng là 0 trên 0. Vậy tại sao lại ra được 3/8? Thì rõ ràng là đây có căn, thì chúng ta tiến hành nhân liên hợp. Đấy là hướng làm tự luận. Hai, đó là làm theo kiểu trắc nghiệm bấm máy tính là gì? Đè máy tính ra bấm. X tiến đến 1 cộng thì chúng ta chọn x bằng bao nhiêu? 1,000001 đúng không? Đấy, thì bấm vào đây phát nó cũng ra 3/8 mà thôi nhá. Đấy thì ở đây thầy làm nhanh bởi vì các bạn cũng quen rồi. Đến đây những cái lim như này là quá đơn giản rồi đúng không? Rồi, tiếp theo là lim x tiến đến trừ 1 là lim bên tay trái thì rõ ràng chúng ta lại phải chọn dòng bên dưới. Chọn dòng bên dưới thì thay trừ 1 vào mẫu thì kết quả là được trừ 4. Thay trừ 1 lên tử thì chúng ta được kết quả là thay 1, quên mất, thay 1 vào mẫu nhá. 1 vào mẫu thì được trừ 2, 1 lên tử được âm 1. Như vậy kết quả ra A trên 2. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy là F tại 1 là A trên 2 này. Lim phải ra 3/8 và lim trái cũng ra A trên 2. Như vậy là chúng ta đã thấy hai cái thằng này là bằng nhau rồi. Hai thằng này bằng nhau. Vậy muốn liên tục thì nó bằng nốt thằng 3/8 này là xong đúng không? Liên tục là ba thằng này phải bằng nhau mà, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta có là hàm số liên tục tại 1 khi phải chỉ ghi ba thằng này bằng nhau, tức là A trên 2 bằng 3/8, thì anh em sẵn sàng rút ra được A chính là bằng 3/4. Và chúng ta chọn ngay được đáp án đó là C. Đấy. Thì đây là kiểu bài toán cũng rất hay gặp khi đi thi. Đấy, đó là chứa tham số và tìm tham số để hàm số liên tục hoặc là không liên tục này nha. Rồi. Thì có một số những cái bước mà các bạn thành thạo rồi và thầy cũng hướng dẫn nhiều ở các câu bài tập trước rồi, thì thầy làm nhanh và tắt. Các bạn cố gắng là động não một chút xíu hoặc xem lại các video trước nhé. Chúng ta cùng sang câu 3 để có những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Cho hàm số fx bằng, bây giờ chán hai dòng rồi thì bây giờ nó trên lên thành 3 dòng. Ok không? Tìm k, tìm tham số k để hàm số fx gián đoạn tại x bằng 1. Người ta cũng chán liên tục rồi, bây giờ anh em quay ra làm bài gián đoạn. Ok. Đấy. Cũng sẽ các đáp án để chúng ta lựa chọn đây. Thì mình vẫn làm quy trình vẫn như vậy thôi. Tính F tại 1 thì bạn để ý giúp thầy là F tại 1 này. Thì bây giờ có 3 dòng, dòng trên là lớn hơn, dòng thứ hai là bé hơn và dòng thứ ba là bằng. Như vậy F tại 1 chính là bằng K bình phương. Đấy, bằng K bình phương luôn. Ở đây không có x nên là không được. Nhiều anh em là thay luôn x và x bằng 1 và chỗ K này là 1 bình bằng 1 là vỡ mồm ấy nhá. Người ta cho x bằng 1 chứ không phải người ta cho K bằng 1 mà thay vào K. Đấy, nên giữ nguyên K bằng nhá. Tiếp theo tính lim bên tay trái
limit tính đến 1 trừ thì rõ ràng là 1 trừ là bé hơn 1 thì chúng ta phải chọn dòng số 2. Đấy là điều mà các bạn đều rất là nghe quen tai thông qua hai câu vừa rồi, vừa qua. X tính đến 1 trừ. Đấy, thì thay dòng thứ 2 vào. Thì 1 trừ ở đây nó vẫn là 1 thôi. 1 thay đây được 1 cộng 3 là 4. Tiếp limit bên tay phải thì lại chọn dòng trên thôi nhỉ. 1 cộng 1 bình phương lên bằng 4. Ok, thì điều tuyệt vời đó là lim trái và lim phải của chúng ta là bằng nhau rồi. Thế nhưng mà có cái S tại 1 thì nó đang chưa bằng 4. Thế vậy muốn nó gián đoạn đúng không? Muốn gián đoạn đúng không? Muốn gián đoạn tại 1 thì cho thằng K bình này khác 4 phát là xong phim. Còn nếu nó muốn nó liên tục thì cho K bình bằng 4. Đấy nhá. Hàm số gián đoạn thì chúng ta sẽ có là lim này với khác K bình, tức là K bình khác 4 đấy mà. Đây lim trái lim phải bằng nhau. Còn lại là lim x tiến đến 1 có gì đâu. Thì K khác cộng trừ 2. Vậy chọn ngay đáp án đó là A. Ok nhá. Chúng ta cùng nhau triển khai câu số 4. Tìm A để hàm số fx bằng cái này. Liên tục tại x bằng 0. Đấy, liên tục tại x bằng 0. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục làm đúng quy trình. Khi x tiến đến 0. Đấy, thì limit tiến đến 0 thì bạn để ý này. Ở đây chúng ta thấy là nó không có dấu lớn hơn, cũng không có dấu bé hơn. Thì có nghĩa rằng là gì ạ? Chúng ta cũng không cần phải xét lim trái lim phải nữa, bởi vì nó gì ạ? Dù trái dù phải thì nó đều ở một hàng hết. Đó chính là hàng ở bên trên. Có đúng không? X khác 0 tức là bao gồm vừa x lớn hơn 0 và vừa x bé hơn 0. Có đúng không? Đấy là toàn bộ những giá trị x lớn hơn 0 và toàn bộ những giá trị x bé hơn 0 là đều nằm ở hàng đầu tiên hết. Đấy, chỉ có giá trị x bằng 0 là nằm ở hàng thứ hai thôi. Đấy, thế nên là đấy lý do vì sao thầy ở cái ví dụ này thì chúng ta không cần phải xét lim trái lim phải, bởi vì sao? Bởi vì nó bằng nhau. Đấy, bởi vì nó bằng nhau. Và hai nữa là đề bài người ta cũng không phân ra trái phải thì thôi. Thế mình gom vào thành x tiến đến 0, nó viết một hàng cho đỡ tốn mực. Thì thay vào thì rõ ràng thay 0 vào đây thì chúng ta thấy là gì ạ? Trên tử ra 0, dưới mẫu cũng ra 0. Thế nên là đây là dạng 0 trên 0 thì bắt buộc chúng ta phải khử dạng 0 trên 0 bằng việc nhân đến liền hợp. Đấy, thì anh em nhân liên hợp thôi. Đây có dấu cộng thì nhân xuống thành dấu à đây có dấu trừ nhân xuống thành dấu cộng. Đúng không? Đấy thì 4x cộng 1 mà trừ đi 1 còn 4x. Thế nhưng mà bạn để ý này, dưới mẫu này cũng có x này, đúng không? Thì 4x chia cho x thì còn 4. Thế ở trên tử bạn lưu ý là ở đây nó chưa có x thì chúng ta đặt x chung ra ngoài, đúng không? Ở đây có ax bình, đây có x này thì đặt x chung ra ngoài này. Đấy, thầy đặt x chung ra ngoài đấy nhá. Rồi, thế thì đến đây chúng ta thay 0 vào đây thì chỗ nào có x nó mất hết, chỗ nào có x mất hết, như vậy còn lại bao nhiêu ạ? Chỗ này là 4 1 là 2, 4 chia 2 được 2. Như vậy là 2 trên 2A cộng 1. Đúng rồi, ok. Đấy. Thì bây giờ chúng ta thấy là gì ạ? Bây giờ chúng ta đi tính S tại 0. Mà S tại 0 thì bằng 3 rồi, đúng không? Cũng không cần phải tính quá nhiều. S tại 0 thì bằng 3. Thế bây giờ muốn nó liên tục thì chúng ta chỉ cần cho hai cái kết quả này bằng nhau là xong. Cho lim với lại S tại 0 bằng 3 là xong. Đấy là xong. Đấy. Tại 0 khi và chỉ khi hàng này bằng 3, nhân chéo lên chúng ta được A bằng trừ 1/6. Vậy đáp án đó là C. Đấy, rất đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng, đúng không? Đáp án là C. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau trải qua câu số 5. Đấy. Cho hàm số fx bằng căn này trừ 1 trên x nhân x cộng 1 liên tục tại x bằng 0, tính f tại 0. À, lấy là người ta cứ bắt chúng ta đi xét tính liên tục rồi xét tính gián đoạn. Bây giờ người ta cho luôn tính liên tục, quay ra đi tính giá trị f tại 0. Tức là tóm lại là bài toán nó cứ là lật đi lại lật lại mà. Đúng không? Cho vế trái bắt tìm vế phải, bây giờ lại cho vế phải tìm vế trái, nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên thì khi mà hỏi như thế này thì đôi khi là nhiều bạn sẽ cảm thấy rất là nhột nhột và không hiểu là bây giờ phải tính F0 kiểu gì, thay 0 vào đây thì thấy là mẫu ra 0 thì chả biết nó ra kiểu gì. Đấy, chả biết tính kiểu gì. Thế mà vẫn có đáp án chọn 1 2 3, thế mới kinh khủng chứ lị. Thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ vận dụng cái tính liên tục vào đây bằng việc đó là đi tính lim. Lim x tính đến 0 của Fx. Ở đây chúng ta thấy là dù lớn hơn 0 hay dù bé hơn 0 thì nó đều chỉ có một hàng. Thế nên là chúng ta tính luôn x tiến đến 0 mà không cần phải xét lim trái lim phải. Lim x tiến đến 0 này thì chúng ta sẽ tiến hành thấy là thay lên tử bằng 0, thay mẫu bằng 0. Thế nên là chúng ta phải khử bằng việc nhân liên hợp. Đây dấu trừ trên tử thì thành dấu cộng dưới mẫu. Đấy, chỗ này còn 2x bởi vì là trừ đi 1 rồi, còn 2x. X trên tử dưới mẫu là sẽ triệt tiêu hết. Vậy nó chỉ còn 2 chia cho cái đống này. Thế thì thay 0 vào đây được 1. Thay 0 ở đây cũng được 1, nhưng 1 cộng 1 là 2, 2 chia 2 đúng bằng 1. Ok không ạ? Thì x với x đây là triệt tiêu thì nó làm mất cái dạng 0 trên 0 rồi nhá. Như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Lim của x tiến đến 0 của fx là bằng 1, mà hàm số lại liên tục tại 0. Muốn liên tục tại 0 thì giá trị f tại 0 phải bằng cái lim này. Tức là gì ạ? F tại 0 phải bằng 1. Thì như vậy kết quả của chúng ta là chọn đáp án A. Đấy, tức là chúng ta lợi dụng cái tính chất liên tục của hàm số để từ đó tính được giá trị của hàm số. Từ đó tính được giá trị của hàm số.
Thông qua lìn, thông qua lìn nha. Thì đây là một cái câu ngược rất là hay và thú vị. Đi thi thì người ta cũng hỏi các bạn như này, trắc nghiệm mà nha, lưu ý nhá. Bởi vì có cái điều kiện liên tục thế nên nó phải bằng nhau. Rồi, chúng ta sang mục 4, đó là ứng dụng của hàm số liên tục. Thế vậy hàm số mà nó liên tục rồi thì chúng ta sẽ ứng dụng để làm trò gì, có dạng toán gì thú vị ở đây? Thì thầy minh họa bằng một cái đồ thị như thế này. Đây là một cái đường cong mà bạn thừa biết đó, đường cong này rất là liên tục đúng không? Vậy là hàm số fx của chúng ta liên tục. Thì thầy xét cho cái khoảng từ a cho đến b. Với giá trị của a thì làm cho hàm số fa ở đây đó là âm. Với giá trị của b thì làm cho hàm số thành fb và là dương. Đấy. Thì bạn để ý này, trong cái khoảng từ a cho đến b ấy, thì chúng ta thấy là có ba cái dấu chấm. Và ba dấu chấm này chính là ba cái điểm mà đồ thị cắt hàm số, cắt cái đồ trục ox. Mà cứ cắt trục ox thì đó chính là gì ạ? Nghiệm, nghiệm của phương trình fx bằng 0 ấy, đúng không? Hay người ta còn gọi là phương trình hoành độ giao điểm đấy. Thì có phải là tại mỗi điểm này đấy là làm cho fx bằng 0, thì chúng ta mới thấy một cái điều thú vị như sau, đó là tích hai giá trị fa và fb là nhỏ hơn 0, tức là trái dấu. Thì trong cái khoảng ab luôn luôn tồn tại ít nhất một điểm khiến cho hàm số đấy bằng 0. Hay nói khác, luôn luôn tồn tại ít nhất một điểm trong khoảng AB để nó cắt trục ox, kiểu thế. Đấy, thế thì thầy sẽ phát biểu thành một cái bài thú vị như sau, đó là hàm số fx liên tục trên khoảng AB như trên hình vẽ. Thì ta có tích FA nhân FB là nhỏ hơn 0 hay nói là trái dấu. Thì tồn tại ít nhất một giá trị của x bằng C, và C để đương nhiên nằm trong khoảng AB, để cho FC bằng 0. FC bằng 0 thì chúng ta hiểu rằng C là nghiệm của phương trình fx bằng 0. Hay hiểu theo ý nghĩa hình ảnh đồ thị, tức là C là điểm mà đồ thị cắt trục ox. Như vậy, ở đây người ta chỉ nói là ít nhất thôi. Ý người ta muốn nói là luôn luôn tồn tại ít nhất một giá trị. Ngoài ra bạn nhìn thấy ở đây nó cũng có thêm 2-3 giá trị nữa mà. Có đúng không? Đấy. Thế nên là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Người ta sẽ kết luận là ít nhất thôi, chứ người ta không nói là chính xác là có bao nhiêu ở trong đó nha. Rồi, thì đây là ứng dụng của tính liên tục. Bởi vì nếu không có tính liên tục chẳng hạn thì làm sao mà chúng ta biết được điều đó, đúng không? Chúng ta biết chắc chắn là trong khoảng từ A đến B nó phải liên tục. Nó phải liên tục, tức là nó liền mạch nhau, nó không được đứt quãng. Bạn hình dung là nếu mà nó đứt quãng đây phát thì tự dưng là lúc đấy dáng điệu đồ thị nó cũng khác đi. Hình như ạ, thế thì làm sao chúng ta chắc chắn được nó tồn tại ít nhất, đúng không? Ví dụ như nó đang đi lên như này, nó đứt phụt một phát xong bắt đầu tự dưng ở đây nó lại đi xuống. Thế có phải là nó không cắt đồ thị ở đâu không? Đấy nha. Thế nên là bắt buộc là nó phải liên tục thì chúng ta mới có tính chất này. Thì vào bài tập người ta sẽ cho chúng ta kiểu như thế nào? Đây. Chứng minh rằng phương trình này x mũ 3 cộng 2x trừ 5 có ít nhất một nghiệm. Thì đương nhiên anh em nhìn thấy đây bậc 3 thì anh em đè máy tính bấm một phát là ra biết có nghiệm hay không, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà bây giờ là bậc 5, bậc 6 hay bậc 2019 có phải anh em vỡ mồm không? Thế nên là từ những cái bài toán đơn giản như này bậc thấp thì thầy đã làm tử tế cho các bạn để các bạn hiểu. Thì sau khi đi thi nó nâng lên đây thành bậc 2019, 2050 thì các bạn cũng không có lo lắng gì cả, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta xét hàm số ở bên tay trái này, đó là x mũ 3 cộng 2x trừ 5. Chúng ta tìm ra hai giá trị x, hay nói cách khác là chúng ta tìm ra cái khoảng của x đấy. Chúng ta tìm ra cái khoảng của x sao cho tích ở hai cái đầu khoảng đấy nó trái dấu. Đấy. Thì chúng ta thấy là tính f tại 0 trước đi, cứ thay 0 là nhanh nhất, bởi vì thay 0 ở đây mất hết x còn mỗi trừ 5. Tiếp theo chúng ta thử là x bằng 2, thì thay 2 vào đây thì được kết quả là bằng 7. Đấy, thay 2 vào đây được bằng 7. 2 mũ 3 là 8 cộng với 4 là 12, trừ 5 bằng 7. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy f tại 0 nhân f tại 2 là lấy trừ 5 nhân với 7 là ra âm 35, là ra nhỏ hơn 0. Đấy. Rõ ràng nhỏ hơn 0. Vậy trong khoảng từ 0 đến 2 là tồn tại. Trong khoảng từ 0 đến 2 thì hàm số liên tục, hoặc thậm chí nó liên tục trên cả đoạn 0 đến 2 luôn, bởi vì đây là hàm đa thức. Từ đó suy ra phương trình fx bằng 0 có ít nhất một nghiệm x0 nằm trong khoảng từ 0 đến 2. Đây là dựa vào cái kết luận hay cái định lý mà thầy vừa chia sẻ ở bên trên cho các bạn, đúng không? Đấy. Vì tích hai thằng này trái dấu thế nên tồn tại ít nhất một nghiệm x0 thuộc vào khoảng 0,2. Đó. Thế thì ở đây bạn lưu ý này, chúng ta sẽ có một vài những cái kỹ năng để chọn các giá trị 0 với 2 này. Thì thường là chúng ta cứ thử thôi. 0, 1, 2, 3 này, 0, 1, 2, 3 này. Đấy. Thì vài vài con số như vậy là chúng ta sẽ kết ra được cái khoảng nhá. Thì làm sao nó nhỏ hơn không được, bạn chọn 1/2 hay 3/2 cũng được, miễn sao là nó trái dấu là được nhá. Như vậy là có ít nhất một x không thuộc vào khoảng này nhá. Thế nếu mà để chứng minh phương trình này có 3 nghiệm thì sao? Nếu để chứng minh phương trình này có 3 nghiệm thì cực kỳ đơn giản, nó chúng ta tìm ra ba cái khoảng này là xong.
Ví dụ chúng ta tìm được một khoảng là 0 đến 2 thì chứng minh được tồn tại ít nhất một nghiệm. Tiếp tục khoảng từ 2 đến 3 là ít nhất một nghiệm nữa. Khoảng thứ 3 đến 4 là ít nhất một nghiệm nữa. Như vậy tổng là 3. Mà phương trình bậc 3 thì tối đa là 3 nghiệm là hết phim rồi. Đấy, thì đấy cũng là những cái mở rộng về mặt tư duy để chúng ta làm bài tập nhé. Thế thì cùng sang câu 7 để trải nghiệm cái việc mà thầy nói. Nếu bây giờ nó là bậc 5 thì rõ ràng máy tính chúng ta bấm là khó khăn rồi. Thì chứng minh cho phương trình sau, trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai. Đấy, một có một nghiệm trên khoảng này, có nghiệm trên khoảng này, có nghiệm trên R vô nghiệm. Đấy. Thì đơn giản rồi, chúng ta sẽ xét hàm số này và chọn ra giá trị, ví dụ như F tại 0 đi. À đây, đáp án A người ta cho luôn cái khoảng từ trừ 1 đến 1 thì chúng ta tính luôn là F tại trừ 1 và F tại 1 nhé. Thì chúng ta có F tại trừ 1 bằng trừ 3 và F tại 1 là bằng 1. Đấy, thay vào đây thôi. Đây, thay vào cái Fx này này, thay trừ 1 vào đây, thay 1 vào đây. Thì rõ ràng trừ 3 với lại 1 thì rõ ràng là trái dấu, có đúng không? Trái dấu. Thế nên là chắc chắn nó sẽ tồn tại nghiệm, ít nhất một nghiệm trong khoảng này. Thế mà đáp án D nó lại bảo vô nghiệm, vậy đáp án D là bố láo ăn cắp, chọn D sai luôn nha. Đấy. Đấy, thế nên chúng ta chọn luôn D, không cần phải làm gì tiếp, chọn D luôn nha, cũng không cần phải thử B với C nha. Đấy, rất là nhanh gọn như vậy. Chúng ta cùng sang câu số 8. Đây là một câu mà liên quan đến vận dụng một chút. Đấy, tư duy một chút liên quan đến việc đó là nghiệm của phương trình. Đấy, nó không chỉ đơn thuần đó là các bạn thay số và phát là xong, mà cần phải tư duy một chút xíu. Thì cho hàm số fx liên tục trên cái đoạn từ trừ 1 đến 4. Người ta cho f tại trừ 1 bằng 2 và f tại 4 bằng 7. Người ta cho sẵn luôn các giá trị. Hỏi có thể nói gì về số nghiệm của phương trình fx bằng 5. Chán fx bằng 0 rồi thì bây giờ là fx bằng 5 trên đoạn từ trừ 1 đến 4. Người ta sẽ có 4 phương án để chúng ta chọn lựa như sau. Đấy. Vô nghiệm, có ít nhất một nghiệm, đúng một nghiệm, đúng hai nghiệm. Ok. Thế thì cách làm như thế nào thì thầy sẽ phân tích để các bạn hiểu nhé. Bình thường là chúng ta đang có cái phương trình là fx bằng 0 đúng không? Đây là cái mà chúng ta trong cái định lý mà chúng ta có đúng không? Thế nhưng mà bây giờ là phương trình của chúng ta là fx bằng 5. Thế thì làm thế nào đó để có một vế bằng 0? Làm thế nào đó để đưa được về cái dạng là có một vế bằng 0? Đấy, đưa về cái dạng này. Đấy, làm thế nào đó để chúng ta đưa cái này về dạng này? Thì cực kỳ đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ tiến hành làm gì? Chuyển vế và đổi dấu. Đúng chưa? Đấy, chuyển vế đổi dấu thì có phải bây giờ có một vế bằng 0 không? Đấy, một vế là fx trừ 5. Thế đến đây chúng ta mới làm một cái thủ thuật, một cái động tác giả như sau. Đó là đặt fx trừ 5 bằng gx. Có đúng không? Thế nếu mà chúng ta đặt fx bằng trừ 5 bằng gx thì có phải cái phương trình này ban đầu này của chúng ta sẽ trở thành là gì ạ? Gx bằng 0 không? Đó, trở thành gx bằng 0. Và chúng ta đưa được về cái cấu trúc giống như cái dạng mà trong định lý nó nói. Có đúng không? Đấy, đưa được về cấu trúc đó là cái gì đó bằng 0 này, cái gì đó bằng 0 này. Hay nói khác, một cái hàm số đấy bằng 0, một cái hàm số đấy bằng 0. Được chưa? Đấy, thế bây giờ bắt đầu chúng ta đi tính thôi. Người ta cho trừ 1 với 4 đúng không? Thì chúng ta đi tính g tại trừ 1. G tại trừ 1. Đây là g, vậy chúng ta thay trừ 1 vào đây. Vậy bằng f tại trừ 1 trừ đi 5. F tại trừ 1 thì bằng bao nhiêu? Đề bài cho là bằng 2. Như vậy lấy thay đây là 2 trừ đi 5. Và kết quả là bằng âm 3. Như vậy g tại trừ 1 là bằng âm 3. Đó, cho F nhưng lại tính được g. Thú vị không? Tiếp theo chúng ta sẽ tính g tại, ở đây là cho 4 đúng không? Tại 4 bằng F tại 4. Đây, thay vào đây. Được chưa? Trừ 5. Ở đây là 7. Vậy chúng ta sẽ có 7 trừ 5 bằng 2. Đó. Thì đến đây chúng ta để ý thấy này, g tại trừ 1 bằng âm 3, g tại 4 bằng dương 2. Thế chúng ta có quyền được suy ra là gì? Suy ra g tại trừ 1 nhân với g tại 4 là bé ăn 0. Đúng không? Đấy, bé ăn 0, bây giờ âm 6 mà, đúng không? Thế vậy thì chắc chắn là tồn tại ít nhất một nghiệm trong khoảng từ trừ 1 đến 1, đúng không? Đấy, từ đây sẽ là tồn tại ít nhất một nghiệm. Tồn tại ít nhất một nghiệm thuộc vào khoảng từ trừ 1 cho đến 4. Thuộc vào khoảng từ trừ 1 đến 4. Đấy. Thế thì đáp án B rồi, có ít nhất một nghiệm. Tồn tại ít nhất một nghiệm, đáp án chúng ta chọn B luôn. Ok không ạ? Vậy, đấy nhá. Thì đây là cái kiểu cũng khá là vận dụng khi đi thi. Các bạn lưu ý về cách làm. Chúng ta sẽ tiến hành chuyển vế đổi dấu và đặt. Rồi đó nó tính bình thường. Nhá. Rồi, thông qua 8 cái ví dụ này thì thầy đã minh họa cho các bạn về cái kiến thức hàm số liên tục, hàm số gián đoạn và ứng dụng của nó vào việc xác định nghiệm của phương trình. Hy vọng rằng các bạn
có được những cái trải nghiệm tuyệt vời sau qua những cái phần kiến thức này, và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị tinh thần để sang các dạng tiếp theo nhé. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.